giá đó nó để đâu ta? Nó quăng đây của con, nó quăng ngày ngã ba đó. Này lúc 2:38 sáng à? Đúng rồi. Chạy đi ăn. Để vô đi chị. Nói chung là nó đủ thử thành phần, nó làm mà không dễ dũng cho đến mức cái tinh thần. Hai nữa là sợ như cái hai đứa còn nhỏ nữa. Thì nói chung là giờ nhờ chính quyền theo mà vào cuộc nó làm hết cho nó dứt điểm. Ở trong nhà thì có hai đứa con cũng sống, cũng học hành, cũng rất là bất an, nhất là nó sợ lắm. Nó cứ đêm hôm kia rồi người này hỏi nhà, người kia hỏi kia, cả ngày cả đêm, rất là sợ. Anh có tên trong, anh là người có tên trong cái tờ đơn đó thì anh thấy như thế nào? Thì anh là thì chẳng qua là nó ví về anh là vì ba con bên cái chỗ anh Vinh là con có cậu ruột á đó. Còn Hà là kêu anh bằng chú. Hà là kêu anh bằng chú là chú lại á. Mà giờ trong Sài Gòn này thì không có ai hết, nó phải cứ để ở đây nó làm khống chế để làm khó lên thắng bên gia đình bên kia ấy. Nó kêu là quay về để trả nợ cho nó, thì anh có mặt ở đây có khi nào có người nào tới tìm anh chưa? Đâu, nếu người quay mặt ở đây đâu giờ tới người nào tới tìm nợ đâu. Giờ nếu người tìm nợ cần thiết công an cũng vào cuộc ở đây, ngày nào ở đây cho đâu. Nếu mà tìm nợ mà trốn nợ ấy, thì bỏ đi lâu rồi, chứ đâu ở lại đấy nữa. Cái sự việc nợ nần của chị Hà anh có biết không? Nói chung là vì do hai đứa nó cái tài sản ấy, cái kia không biết sao có điều không. Mà từ cái ngày mà ra tòa án thì chú cũng không biết, bên anh cũng không biết nữa. Vì anh không có liên quan đến nó, thì hai đứa nó, khi nó ra tòa án, hai bên sự việc mới xảy ra, việc mâu thuẫn nhau, kia sao không biết được điều gì. Từ khi mà bỏ nhau được cách đây mạnh, năm hay năm mà khi đó mà biết được ấy, thì còn cũng không biết nữa. Vì cũng lo đi làm ăn hết á. Tới đây trò cho mắt mới. Ừ, kia mà phiền.